Chào mừng bạn đã đến với kênh của May. Bạn đừng quên đăng ký kênh để không bỏ lỡ những video tiếp theo nhé. Bộ phim ngôn tình Yêu Đi Ngại Chi do Lữ Vân Phong và Lý Vũ Đồng diễn chính đã chính thức phát sóng online trên web Ái Kỳ Nghệ, thu hút khá nhiều lượt xem từ khán giả. Đảm nhận vai chính của bộ phim là cặp đôi diễn viên trẻ Lữ Vân Phong và Lý Vũ Đồng. Nam chính Lữ Vân Phong sinh năm 95, xuất thân từ Học viện Truyền thông Chiết Giang. Anh tham gia giới giải trí từ năm 2016 và xuất hiện trong một số tác phẩm như Thích Khách Lừa Chuyện, Khí Phi Khuynh Thành, Em Là Niềm Kiêu Hãnh Của Anh và một số bộ phim khác. Nữ chính Lý Vũ Đồng cũng sinh năm 95, từng xuất hiện trong Tôi Đợi Bạn Ở Tương Lai, Trăm Năm Hòa Hợp Ước Định Một Lời và nhiều bộ phim khác. Yêu Đi Ngại Chi là bộ phim ngôn tình xoay quanh câu chuyện tình yêu giữa cô nàng chủ tịch trẻ tuổi và ông chủ cửa hàng mai táng thú cưng. Lữ Vân Phong vào vai chủ tịch cửa hàng mai táng thú cưng Châu Thanh Ngôn. Lý Vũ Đồng vai Thời Thiên Kim. Vì bố qua đời, Thời Thiên Kim trở thành chủ tịch của tập đoàn khi còn rất trẻ. Tuy nhiên sau đó Thời Thiên Kim bất ngờ gặp tai nạn. Cô may mắn sống sót, nhưng khi tỉnh dậy lại phát hiện trên tay thêm một chiếc đồng hồ đếm ngược 30 ngày còn sống không thể tháo ra. Đúng vào lúc này, Thời Thiên Kim gặp được ông chủ cửa hàng thú cưng, Châu Thanh Ngôn. Người đàn ông có khả năng làm cho thời gian trên đồng hồ ngừng chuyển động. Để sống, Thời Thiên Kim bất chấp thủ đoạn tấn công Châu Thanh Ngôn, buộc anh ký hợp đồng làm trợ lý kẻ cận, ăn mặc ngủ nghỉ không được tách rời. Vì muốn giữ cửa hàng thú cưng, Châu Thanh Ngôn đành chấp nhận hợp đồng, bắt đầu chung sống với Thời Thiên Kim. Từ đây nhiều tình huống hài hước xuất hiện, cũng từ từ tạo nên câu chuyện tình yêu ngọt ngào giữa hai người. Bộ phim ngôn tình Yêu Đi Ngại Chi với sự tham gia của dàn diễn viên Lữ Vân Phong, Lý Vũ Đồng, Triệu Hoán Nhiên, Ôn Mạn Ngôn và nhiều diễn viên khác lên sóng vào ngày 19 tháng 4 trên Ái Kỳ Nghệ.